Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục ở trên chợ phiên và hôm nay là sáng thứ ba hàng tuần ở chợ Công Ly, xã Công Ly thuộc Bắc Hà, Lào Cai. Và video hôm nay thì là mình muốn giới thiệu với các bạn một em trâu độc lạ các bạn, độc và lạ. Đấy. À, chợ trâu thì chúng ta rất là nhiều, chúng ta xem ở các video khác rồi. Nhưng mà hôm nay mình quay một con độc và lạ cho các bạn xem. Nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây này, đây. Một em trâu sừng cúp ạ. Đây này các bạn này. Các bạn này nhìn cặp sừng của nó chưa? Nó lạ là lạ mỗi ở cái sừng thôi. Còn hình dáng con trâu thì nó cũng giống như con trâu khác thôi. Nó béo hay là gầy, cao hay là thấp thôi. Đấy. Nhưng mà nó có cái sừng này, nó khác với con trâu khác. Đấy. Có vẻ buồn nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Đứng cái này, cái này là trâu cái đúng không? Trâu cái thì sừng nó mới bé và dài thế này. Kiểm tra cho các bác xem nhé. Đấy, chuẩn nhé. Trâu cái 100%. Đấy. Con trâu này mình gặp ở đâu một lần rồi các bạn? Bạn thấy nhìn sừng nhá, mình đo xem nó dài khoảng bao nhiêu nhá. À, ngoan ngoan nào, ngoan ngoan nào, các bạn nhìn tay nhá. Một gang này, tính từ hốc sừng nhá, tính từ hốc sừng nhá các bạn nhá. Ơi, nó cứ dậy. Một gang này, hai gang này. khoảng 65 phân các bạn. Cái đôi con trâu này, bộ sừng này, cái đầu này trị giá 5 triệu rồi. 5 triệu. Đấy, các bạn thấy không? Và em này thì báo giá là 26 sao này các bạn này. 265. Ơ con này con của anh à? Của anh. Ơ nhưng mà con này đi mua lại thôi đúng không? Không, mình mua ở trong bản. Con này hình như gặp ở chợ Lào rồi ý. Mua trong bản. Chẳng lẽ là nhiều trâu sừng cúp thế. Bây giờ là bán là 265 ạ. Báo giá là 265 buổi sáng các bạn. Bây giờ 6 rưỡi sáng ở chợ Công Ly. Thì trâu ở đây là nhiều trâu to lắm đây này các bạn này. Con này cũng to này. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ xem chi tiết con này rồi. Rồi tí mình sẽ review một số em trâu khác cho các bạn xem. Nhìn kỹ lại các bạn. Cho các bạn nhìn kỹ lại cặp sừng của nó nhé. Quan trọng là nhìn chi tiết. Nhìn thoáng qua thì biết là nó cúp rồi. Nó cúp nhưng mà vẫn không cúp đều nhá. Bên này nó cong cong này, bên kia lại cúp chiều kia. Có nghĩa là nó cũng lệch các bạn. Đấy nhá. Cái này nó cúp vảnh ra các bạn. Vảnh về đằng trước này. Đấy. Cái kia này vảnh về đằng sau. Con này như kiểu có bộ răng của dế dũi các bạn nhỉ. Trâu cái này mà trâu đực nhỉ, để ví dụ như nó thành trâu đực thì chắc không đi BK được các bạn. Trâu cái sừng hay nhỉ, con ấy sừng hay nhỉ. Có nhiều con sừng nó lạ. Có một con sừng ở ông gì ở trên kia nó cũng lạ, Sapa kìa. À trên Bắc Hà. Không, con này không nọ. Một con gần như này, nhưng sừng nó dài hơn tí, sừng nó cóp vào nhau. Nó cũng cúp kiểu này ạ. Cúp hơn. Ủa. Hai cái đầu cứ gần chạm vào nhau. Thế là sừng trái tim mà. Đúng rồi. Nó cúp là hình trái tim. Đó. Còn đấy là không đi đâu được, không làm gì được, bê trọi chết à. Bó tay được. Đây này tao chụp ảnh. Đâu. Nhiều, nhiều con ăn độc nhìn nó hay hay. Không đấy ở chợ nào? Chợ này. À cũng chợ này. Đấy. À, đấy cũng gần giống kìa. Nó cứ cúp xuống. Gần giống con này. Cái vừa cái rồi. Không. Hai con khác ảnh nào rõ nữa. Đây này.
ở đây. Đấy. Ừ nhờ, ô sừng này to hơn à? Ờ, quắp gần bên dài bên ngắn. Ừ, gần quắp vào nhau. Cái kia là một cái quắp về sau, một cái quắp về trước, cái này thì quắp về trước hết. Ờ. À. Gần giống nhau nhỉ. Đây là trâu dáng buồn. Những con trâu mà thuộc hệ dáng buồn. Đấy. Có nghĩa là thỉnh thoảng mà xuất hiện một số em trâu nó có cặp sừng lạ các bạn. Không phải lạ bởi vì là từ nhỏ nó đã bị như thế rồi nên lớn lên nó phát triển cái sừng thì nó cứ theo đà đấy thôi. Ban đầu nó cong rồi dần dần rồi thì về sau nó sẽ cong. Đây, hốc của nó đây. À, rồi ok, chúng ta tạm biệt một em trâu sừng nạ thì chúng ta sang một em khác nhé. Hai tổ. Con này bác bán bao nhiêu đấy? 28. 8 triệu rồi. Trâu đực. Không đến 30. Chỉ đến 30 mà. Thế trâu giờ lên giá hay xuống giá bác? Xuống giá đấy. Con này lên giá phải 33-34. Châu Trung Quốc chưa mở cửa nên Trung Quốc mở rồi, nhưng mà nó chưa cho đi thôi. À nó mở rồi nhưng mà nó chưa cho gia súc đi. Ừ, nó mở rồi. Mở cửa là cho khách du lịch đi thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ cho còn các trâu thì vẫn chưa cho qua nên giá nó vẫn đang thấp. Ai có trâu mà bán bây giờ là tiếp tục mua lại về nuôi đầu tư thì chỉ bị lên giá trâu rồi. Chuẩn bị đúng không? Đúng. Thế Trung Quốc nó cho hai bên đi hết rồi. Chẳng sắp rồi nhỉ? Đấy. Tình hình này đã sắp rồi. Ai mua cho đầu tư mua về nuôi này được rồi. Đấy, châu này thì có người bà hỏi ấy thôi. Gọi là xem thôi, họ vẫn chưa mua các bạn. Ở đằng kia cũng có một con châu đẹp kìa. Con đấy đòi 52 triệu các bạn. Cái con mà kia kìa. Anh em Trắng đang đứng ở ngang. Con đấy đòi 52 triệu. Con đấy anh bán bao nhiêu? À, anh mua rồi. Và em thấy đánh dấu từ sáng rồi. Con này ba mấy? Nhưng mà bao nhiêu tiền con này? 35 triệu. Con kia là 36 à? Con này đắt hơn à? Con kia chục cái nó được cái sừng dài hơn. Con này sừng ngắn đúng không? Một cái sừng nó đắt sừng. Một em trâu hồng các bạn, béo. Con này có đực béo. Con này thì anh mua giá là 35 triệu. Chủ đây các bạn. Mua về nuôi hay làm gì? Anh mua châu. Đi châu này mua làm cảnh thôi. Châu thương phẩm à? Hay là làm thương phẩm? Thương phẩm em ạ. À, châu thương phẩm. Con này cao phết nhỉ, cao 1m35 các bạn. Đấy, trên chợ chúng ta thì thỉnh thoảng xuất hiện một số châu trắng. Còn châu đen thì vẫn nhiều hơn các bạn. Châu gọi là châu hồng ạ. Anh mua con này 35 triệu nha các bạn nhé. Châu to nhỉ. Con này bì dày các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy chân em. Nhìn rất là đẹp. Đằng trước này cái này là mua rồi nha, đánh dấu này. Cái này có sừng ngắn các bạn. Cái này anh tên là Toàn hay gì đây? Rồi ok, chúng ta tạm biệt với em trâu 35 triệu thì chúng ta sang một em trâu khác. Em này thì là 36 triệu nhé. Em này review ở video trước rồi. Đấy, các bác có thể là sang theo dõi trên kênh thì các bác biết. Rồi ok, ta sẽ chuyển sang với em trâu khác nhé. Nhiều tuần nay vẫn chỉnh chu ra thì chỉ chu ra thì cái đó đang nhiều. Hôm nay bà đi mua trâu à? Hay đi chơi? Đi xem trâu. Đi xem ạ.
À, ở đây thì trâu đây, con này bán đấy các bạn ơi. Có ký hiệu sừng. Con này chắc là mua rồi nhỉ? Vâng, họ mua rồi. Họ điểm chỉ rồi. Ôi, mua trâu về nuôi. Nó tụi nó dù cái gì chênh nhau, nó cua nào như chênh thế. Lâu rồi thì nó lắp lúng luôn mà. Lắp. Nó lông lắp lúng chênh là mà như mà. Có thể sai ra yếu xuống khi nữa. Có thể có gì yếu hết á. Có gì mà không yếu chứ xuống rồi cho tao yếu lông thách khi nữa. Và không xem nữa. Con này bao nhiêu vậy anh? Mười mấy? 16. 16 à. Này châu Đực các bạn. Mấy em châu Đực à, cũng bình bình các bạn, 16 triệu. Nhá, con này 16 triệu nha các bạn nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang một em châu khác nhá. Đây em châu này. Em châu này thì châu này là cũng là em châu Đực ạ, béo. Nhưng mà nó vừa vừa thôi, gọi là bức vừa. Cứ anh đi xem rồi. Hai cặp này con bán Tết không bán này. Này ngồi có giảm với chơi giảm à? Chết! Này ngồi ao nè! Hả? Này ngồi giảm với chơi giảm à? Chết! Chơi giảm? Hát là cả khuyên mình ngồi tức chứ mô? Mô lấy chỉ khuyên mình ngồi á? Cá mờ! Cá mờ! Có thể khuyên mình ngồi á? Là khuyên mình ngồi ít bật chứ là... Nó khuyên với chơi giúp bố khuyên mình ngồi á? Thế thì sao? Thế là chung hóa là mô lạ đó. Khuyên mình ngồi á? Mô nó chỉ là... Chú ra đang xem trâu vậy và đang mặc cả đang gọi là tham khảo giá, nhưng mà anh chú ấy nói tiếng đồng bào mình không nghe rõ các bạn. Thôi tóm lại là tí nữa anh hỏi chủ trâu là chắc ăn nhất. Con này dáng thấp thôi các bạn, con này chắc khoảng được 3 tuổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mỗi tháng mấy chục thì làm vui là chính thôi. Nhà thì có rồi, giờ đi nó không phóng được nhỏ. Nhưng mà không quay này thôi nên nó bình thường. Cái iPhone nó thật, nó không phải to à? Này có mà. Vì gió ăn to.
Con này hai mấy chú? Con này bảo 22. 22 à? Chú đang xem con này các bạn nhé. Đang báo giá là 22. Đây, châu của anh áo vàng. Lên tí nữa. Chú chả là bao nhiêu là căng hết rồi. 21 à? Chốt chuẩn là bao nhiêu anh? Nhiều nhân ăn rồi cứ đây mất à. Mất rồi, ổn rồi, cái nhau rồi. Mất rồi, mất rồi, mất rồi, mất rồi. Mất rồi, ít chỗ rồi, nó chẳng ra mất rồi, tốt rồi, mất là bao nhiêu chú? Hai mươi triệu mặt đại. 4,500. Chú chỗ lắm. Con này đã được bán đi các bạn nha. Đã được chốt rồi. Mua 150 châu à? Chả có tài triệu nữa, tôi còn mẹ. Nên có ý đó. Con này đã được ra đi rồi các bạn nha, 21,500. Một em trâu đực thấp. Ok, con này đã được bán đây nhá. Thì chợ trâu của chúng ta thì còn rất là nhiều. Nói chung là quay thì một video thì để hỏi tất cả bằng này con trâu cho các bác xem thì chắc là không thể rồi đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ gặp nhau vào video clip tiếp theo. Rất mong quý khán giả cũng như là các bạn ủng hộ kênh. Đấy, kênh của một em trai thất nghiệp đi chợ phiên để quay kiếm một ít xu để uống nước các bạn. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Bye bye.